À, xin chào các em. Xác định thời điểm dừng điện phân khi mà khối lượng dung dịch giảm này, căn cứ vào khối lượng dung dịch giảm. Và thứ hai là căn cứ vào nước điện phân là đồng thời ở hai điện cực. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu số 1, đây là đề thi học kỳ 2 của trường Trung học phổ thông Trần Phú. Mới nhất, đề rất hay các bạn nha. Rồi thầy sẽ đi. Đầu tiên là ta test ở tê dây. Test ở tê dây nhé các em nhé. Thì dung dịch chúng ta gồm có đồng 2 cộng. Thì đồng 2 cộng ở đây sẽ nhận electron ha. Nhận 2 electron này. Thì kim loại là đồng. Kết tủa. À, còn ở bên anode là Cl trừ sẽ cho electron thành khí clo. Thì cái khí thoát ra và kết tủa thu được chính là làm cho khối lượng dung dịch nó sẽ bị giảm đi. Nhưng tuy nhiên thì ở cái giai đoạn tê dây này chúng ta sẽ chưa chưa xét được gì ở quá trình tê dây này cả. Đấy. Khối lượng dung dịch giảm 15,9, ta không biết là nước có điện phân hay không. Do đó ta phải xét tiếp ở thời gian là 1,5 tê dây tiếp nha các em nhé. Rồi. Thì ở 1,5 tê dây này thì ở cathode thì đồng 2 cộng cũng sẽ nhận electron thôi. Thì biến thành kim loại là đồng. Cái tổ này. Và Cl trừ thì vẫn cho electron ở anode để sinh ra khí clo. Tuy nhiên điểm thuận lợi ở thời gian 1,5 tê dây này thì đề bài nói là khi 1,5 tê dây thì nước ở hai điện cực đã bị điện phân, vậy ta cho nước bị điện phân thôi. Đấy. Nước điện phân ở bên cathode thì nước sẽ nhận hai electron thành hai OH trừ và thoát khí hydro. Còn nước điện phân ở bên anode là nước sẽ cho electron, nước sẽ cho 4E các em nhé. 4H cộng và khí là khí oxy. Oxy nó ra ngoài ha. Rồi. Thế thì ở đây đề bài cho một cái dự kiện là khối lượng cathode tăng. Thì khối lượng cathode tăng chính là khối lượng của kim loại tạo thành. Thì kim loại tạo thành sẽ bám trên cathode. Các bạn sẽ bấm nút số mol là 0,15, 9,6 chia 64 là 0,15. Vậy ta thay 0,15 vào đây. Thì bạn sẽ có ngay được là số mol electron này là 0,3. Và đồng 2 cộng ban đầu sẽ là 0,15. Thế thì ta sẽ thay vào cái giá trị ban đầu của đề bài. Thế là số mol đồng 2 cộng ở đây là 0,15 vì nó đã điện phân hết rồi. Đúng chưa? Thì các bạn sẽ dễ dàng các bạn bấm được cái số mol của kali cloro ở đây. Các bạn bấm ra nhé. 38,9 là khối lượng của hỗn hợp các bạn trừ đi 0,15 nhân đồng sunfat là 64 cộng 96. Các bạn chia cho M lớn của KCl là 374,5 thì bạn sẽ có kali cloro là 0,2 mol ha. Như vậy là với kali là cloro 0,2 mol thì các bạn dễ dàng biết ở đây là 0,2 rồi. Đấy, vì nó hết mà. Thì số mol electron trao đổi là 0,2. Rồi, ở đây các bạn cực kỳ lưu ý với thầy. Cái số mol electron bên này là 0,3 và electron bên này là 0,2. Như vậy là nước clo trừ sẽ hết trước đồng 2 cộng, do đó nước sẽ điện phân ở bên anode này trước nha. Vậy thì nếu ta gọi ít là số mol của khí oxy ở đây thì H cộng tạo ra là 4X và electron đây sẽ là 4X. Rồi chúng ta gọi hydro là Y mol thì OH trừ sẽ là 2Y và electron chỗ này là 2Y. Và định luật bảo toàn electron cho phép chúng ta có là 0,3 cộng cho 2y thì sẽ bằng 0,2 cộng 4x. Bạn sẽ chuyển vế qua thì các bạn sẽ có là 4x này trừ cho 2y bằng 0,1. Như vậy rõ ràng là cái lượng H cộng của chúng ta tạo ra, lượng H cộng tạo ra là nhiều hơn OH trừ, tại vì nước điện phân ở bên anode trước thì H cộng tạo ra nhiều hơn. Có nghĩa là sau khi mà H cộng được trung hòa OH trừ thì H cộng sẽ còn dư bao nhiêu? Số mol H cộng sẽ còn dư này. Các bạn biết là một OH trừ cộng với một H cộng nhé. Vậy thì OH trừ dư sẽ bằng OH cộng tờ này là 4X trừ đi cái lượng H cộng đã trung hòa hết OH trừ là 2Y và cái này là 0,1 mol. Vậy chúng ta sẽ hiểu rằng là cái nhôm oxit này bị hòa tan mg là hòa tan trong môi trường axit các bạn nhé. Các bạn sẽ có là Al2O3 này. Bạn tác dụng cho 6H cộng. Bạn tự tin lên tại vì là cái H cộng thì nó luôn gấp 2 lần số oxy. Bạn có số mol H cộng là 0,1. Vậy thì các bạn sẽ có được số mol của nhôm oxit này là 0,1 chia 6 này. 6 mol. Thì từ đó các bạn sẽ tính được khối lượng của Al2O3.
bằng số mol 0,1 chia 6 các bạn nhân 102. Nếu các bạn sẽ bấm ở đây nó sẽ là 1.7 thì phải. Chia 6 nhân 102. Xin lỗi các bạn, 0.1 chia 6 nhân 102. Đấy, các bạn sẽ có 1,7. 1,7 gam. Người ta đã tìm được cái Al23 bị hòa tan là 1,7 gam. Bây giờ yêu cầu tính thời gian T này. T tất nhiên là liên quan đến giai đoạn điện phân đầu tiên. Thì ở đây khi bạn có được cái đồng 2 cộng là 0,15 và clo trừ là 0,2 thì các bạn sẽ có đây là 0,15 thì các bạn nhân qua đây là 0,3 này. Còn đây là 0,2 thì các bạn nhân qua đây là 0,2. Vậy khi căn cứ vào đấy thì cái lượng E nó nhỏ hơn ấy, thì các bạn sẽ xét trước. Đó. Ở đây là 0,2 thì lượng E này 0,2 này. Thì bạn sẽ xét và căn cứ vào cái này bạn xét nhé. Căn cứ vào lượng nhỏ hơn bạn xét. Vậy thì clo tạo ra sẽ là 0,1 với 0,2 mol thì ở đây cũng sẽ là 0,2 này. Và đồng người tạo ra đây 0,1. Vậy đứng đây chúng ta phải xét xem là M dung dịch đó là nó giảm được bao nhiêu rồi ha. Giảm là bằng E kết tủa đây cộng M khí ở đây thì là bằng 0,1 nhân cho 64. Bạn cộng cho 0,1 nhân cho 71 ha. Bạn bấm này nó ra được có 13,5 thôi. Bạn xem là nó đủ cái lượng giảm này chưa? À chưa đúng không? Nhỏ hơn 15,9. Thì chút xíu nữa chúng ta sẽ xử lý hai cái bài toán khác mà cái lượng giảm ở đây nó lớn hơn 15.9 và nó nhỏ hơn 15, nhỏ hơn thì như thế nào nhé. Chúng ta xét thêm hai bài phụ nữa. Vậy thì tới đây là cái khối lượng dung dịch giảm chúng ta mới giảm được 13,5 thôi, nó chưa đạt 15,9, vậy là phải giảm tiếp đúng không? Tới đây là còn lo trừ thì nó hết rồi, sẽ là trừ hết rồi thì muốn điện phân tiếp để nhân giảm á, là nước điện phân này. Nước sẽ cho 4 electron, 4H cộng và khí oxy. Nhá, thì các bạn ta gọi này là amon đi ha. Khí oxy là amon này thì cái electron cho này là 4A đó. Còn bên này thì đồng 2 cộng chưa hết mà, vì đồng 2 cộng là 0,15 mà mới điện phân hết 0,1 thôi. Vậy thì đồng 2 cộng chưa hết, vậy đồng 2 cộng tiếp tục bị điện phân. Đồng 2 cộng tiếp tục bị điện phân, ta kêu lại là đồng. Vậy thì câu hỏi ở đây là cái lượng electron cho này là 4A thì lượng electron cho này cũng sẽ là 4A này đó, bằng nhau. Vậy thì đồng tạo ra cho này sẽ là 2A. Việc xét này nó có hợp lý hay không á thì chúng sẽ bấm giá trị của A các bạn nhé. Thì M nó giảm tiếp một lượng nữa là 2A nhân 64 này, các bạn cộng cho A nhân cho 32 và nó phải giảm bao nhiêu nữa. Các bạn trừ đi là 15,9 này, trừ cho 13,5, vậy là phải giảm thêm 2,4. Và sẽ xem được cái trị số A này bấm có hợp lý hay không. Đó. Sẽ có 2,4 các bạn chia cho A, các bạn bấm sẽ là 0,015. Vậy có họ có nhận hay không? Có nhận trường hợp này hay không? Các bạn sẽ xét vào đây. 2 nhân cho 0,015 là 0,3. Người là đồng 2 cộng phản ứng tiếp hết 0,03 được. Nó vẫn nhỏ hơn 0,05 đúng không? Đồng 2 cộng còn dư là 0,05 nhưng mà chỉ điện phân hết 0,03 thì hợp lý. À, nó sẽ vô lý nếu như nó lớn hơn thì mới là vô lý, lớn hơn 0,05 mới vô lý. Vậy là nhận. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có thời gian cái số mol electron của chúng ta ở đây bằng IT chia 96.500 đúng không? Chia hàng số Faraday. Và sẽ có tương đương ở đây là NE của chúng ta sẽ là 0,2 này, các bạn cộng cho 4A. 0,2 cộng 4A mà với A là 0,015, 4A là 0,06 cộng 0,2 nữa sẽ là 0,26 bằng cường độ là 5A, thời gian là T. Chia 96.500 rồi các bạn bấm ra T nhé. Rồi, bấm thôi. 0,26 nhân 96.500 các bạn chia cho 5. 5018 giây. Đó, như vậy là đáp án của chúng ta sẽ là câu A. Câu A. Ok các bạn. Chúng ta sẽ mở rộng bài toán này bằng cách thay đổi cái số 15.9 này thành những cái trị số khác. Thì các bạn sẽ theo dõi hai câu tiếp theo nhé. Ở video sau.